Chồng ơi, ly trà sữa này chồng còn uống nữa không? Hả? Anh không. Làm gì đấy? Thì em đổ thêm nước vào uống thôi. Rồi rồi, tới con chuyện này. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Ngọt thật. Em không hiểu em đang làm trò gì luôn ấy. Thì em đang uống trà sữa mà. Trời đất ơi, mày muốn uống á, đi ra mua ly khác. Mắc mớ gì phải uống cái ly lại của nó. Dạ, bình thường con cũng đều như vậy mẹ. Ôi giời ơi, cái này không phải là đồ thừa của con mẹ ơi. Bình thường con cũng đều như vậy, con cũng chờ anh Đạt anh uống xong con mới uống ạ. Nhưng mà hôm nay anh chừa cho em nhiều thật đấy, trà sữa ngon thật. Em đi ra chỗ khác ngay. Mày quá đáng vừa phải thôi. Rồi rồi, tới công chuyện này. Mẹ nghe con giải thích này, đây không phải là ly thừa của con, đây là cái ly trà sữa của cô ấy uống từ buổi sáng, bây giờ còn một tí này. Không phải ạ. Mày á, đứng lại đi mua ngay ly khác cho nó. Đừng có đánh con. Ngảo thật đấy. Mẹ có thấy cô ấy đang diễn không? Đấy, cô ấy đang cười này. Dạ không phải, con cười là vì chưa bao giờ con được uống ly trà sữa ngon với ngọt như vậy đó. Hả? Ừ. Đó mẹ, mày con đứng lên mày đi. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh anh ấy. Con không uống trà sữa nữa đâu ạ, con không uống nữa. Đúng rồi. Làm sao mà uống được nữa? Sáng uống một ly đầy rồi, no rồi, làm sao mà uống được nữa? Mày có đi nhanh chân lên không? Đi mẹ lên. Ơ, cái này ngọt không cần mua ly khác đâu mẹ ạ. Em diễn hơi lố ấy. Ngọt cái gì mà ngọt? Mày cứ đi mua ly khác cho nó. Đi mẹ lên. Mua, 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 mua,